khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bồng hóa tâm hồn. Trong kính cha đặc trách Du Xe, thật là bất ngờ và quá nhanh khi toàn thể hội sinh viên công giáo Vinh chúng con hay tin cha nhận bà Sa chuyển đổi nhiệm sở. Cũng vì dịch bệnh mà suốt mấy tháng nay, hội sinh viên công giáo Vinh chúng con không thể tổ chức một sự kiện nào, cũng không thể chào cha cách long trọng hơn. Kính thưa cha Du Xe, đến hôm nay đã hơn 3 năm cha đồng hành cùng chúng con, tính thời gian thì thật quá ngắn ngủi, nhưng tình cảm yêu thương, nâng đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ mỗi anh chị em sinh viên trong chúng con thật bao la, khó diễn tả bằng lời. Với ngần ấy thời gian, cha đã làm biết bao điều cho chúng con. Với đức tin công giáo, chúng con xác tín rằng chỉ có Chúa làm việc qua cha bằng lời cầu nguyện, lối sống đạo đức, khó nghèo và đơn sơ của cha. Về đời sống đức tin và sinh hoạt tinh thần, cha luôn dạy dỗ chúng con sống đúng tinh thần phúc âm, đơn sơ, khiêm nhường và đạo đức. Mỗi bài giảng của cha không chỉ dạy chúng con sống đúng và sống đẹp theo lời Chúa, mà còn mở mang cho chúng con hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử Kinh Thánh. Chắc chắn, thời gian qua, có những điều chúng con làm cha buồn lòng, nhưng mỗi một người trong chúng con đều hiểu rằng cha chưa một lần trách móc hoặc chỉ trích một ai. Ngược lại, cha luôn dùng những lời Chúa để dạy, âm thầm cầu nguyện, gặp gỡ riêng tư để nhắc nhở, khuyên giải và động viên bằng tình phụ tử. Ngoài ra, cha còn chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho chúng con như chương trình Xuân Trao Ban, Hoan Ca Giáng Sinh, các giải bóng nam nữ, các cuộc thi giáo lý, tổng huấn và nhiều thật nhiều những sự kiện đáng nhớ khác. Những lúc có thời gian, cha sẵn sàng đến tham gia sinh hoạt cùng các tổ, hỏi thăm các chương trình sắp tới cũng như các chương trình đã qua của các tổ. Cha còn tạo các cuộc giao lưu giữa anh chị em sinh viên với sân giới trẻ các giáo xứ lân cận để thắt chặt tình liên đới và tình huynh đệ cho chúng con. Với thời gian hơn 3 năm, cha luôn dành thì giờ và sự quan tâm để giúp chúng con tìm những nguồn tài trợ để các hoạt động của hội được diễn ra tốt đẹp. Bao phần quà hỗ trợ đến từ gia đình. Trong mùa bão lũ, mừng Chúa Giáng sinh và năm mới đều nhờ công cha và một phần nhờ anh chị em chúng con mà được trao đến tay mọi người. Tuy nhiên, tiền bạc không thôi vẫn chưa đủ để tạo nên sự lớn mạnh của hội sinh viên công giáo Vinh chúng con hôm nay. Nếu không có sự ưu tư, lo lắng và cầu nguyện của cha. Kính thưa cha, chúng con biết rằng bao dự định của cha còn dở dang, bao nỗi buồn còn vương mang, rời xa giáo xứ Yên Đại và hội sinh viên công giáo Vinh thân thương. Bởi vì đáp lại thịnh tình của cha, giáo xứ chúng con còn nhiều khiếm khuyết, sai lỗi khiến cha buồn lòng. Giờ đây, trong giây phút chia tay cha lúc này, toàn thể mọi thành phần trong giáo xứ chúng con xin cúi xin cha rộng tình lượng thứ. Đặc biệt, ban điều hành hội chúng con đây chính cha tròn gọi. Với thời gian chưa tròn một năm công tác và phục vụ, chắc chắn còn nhiều thiếu sót và sai lỗi, kính xin cha thương tình bỏ qua. Giờ chia tay để cha nhận nhiệm sở mới chỉ tính bằng giờ với chúng con chỉ biết kính chúc cha luôn an lành, mạnh khỏe và tràn đầy phúc lộc của Chúa, để trong mọi sự vụ tại giáo xứ mới, cha luôn là mục tử tốt lành như lòng Chúa mong muốn. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Cà Du Xe, Mẹ La Vang, Thánh Asimo, Quan Thầy Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh, dù ở nơi nào, kính xin cha cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh chúng con.
Một lần nữa, toàn thể anh chị em hội sinh viên, công giáo viên chúng con kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cha. Bao năm qua hồng ân Chúa thương ban, hôm nay đây tình yêu Chúa tuôn tràn. Đoàn chúng con sinh viên công giáo khắp mọi nơi, hợp nhất yêu thương nên chứng nhân dưới các mái trường, loan tin vui trên các nẻo đường để bao người nhận biết Chúa là.